Hello mọi người nha, series leo danh đấu trường chuyên lý mùa 7. Nay mình đánh đội hình pháo thủ nhé. Pháo thủ không đi ngủ, đang làm ở dưới đáy không? Từ từ. xem bài Hải có gì nào. Bài Hải về Hải bật phá thế nữa Hải. Xéng à? thế có mới có thêm một cái thì có hai cái. Bãi quái mới ra một cái. Lấy cái nữa. Về trồng cây à? Về đào hố trồng cây rồi đây. Tôi biết hết đi chứ không phải. Nhà trường đâu đó. Cóc mình à, ra lên bàn. Biết gì đâu à. Một tội à. Ôi trường chó đỏ thế. Vô cây đi hấu gì anh thật à, cóc ơi lớn nhanh lên cóc ơi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo tốn máu quá. Thế nhờ game bịp rồi anh em ơi, game bịp rồi. À bố kẹp huyết long hả? Huyết long tông đánh không? Ui đạt của huyết ui rồng huyết long rồi đấy. Đạt có rồng huyết long rồi đấy. May mắn đấy.
prison can hold me. The dragon nears. Có gì khổng lồ. Ui dồi ôi, xin phản sát tủ. Ui bài, ui Carito, ui 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 ui. À, không phải, Makubai. Ui, Makubai, chồng xin phèng. Ui dồi ôi, bài đẹp vãi nhái thế. Bán đi trường ơi. Cung bạn ơi, xin cung đờ mờ ui má vào toàn vào rồi. Má thế không ấy khổ khó lắm phải nhái ra. Ơ thì kết quả pháp sư vậy thôi. Ui thì cút luôn rồi. À, đây là những gì?
Anh cần và muốn. Ôi. Gì luôn ạ. Bụt luôn ạ. À phải sao toàn ra gậy gậy. Không. Chẳng qua là do xui thôi. Đi đọc phê đi. Bán tương tách đồ hả? Có mà. Không đang.
Beacon. Boom. Cái gì kỹ năng tư duy đỉnh cao Ngọc Long nó bị pháo thủ bắn cho mình thấy thương. Ôi nó bắn nó nổ đủ kiểu cắt. Ôi con rồng kia lên dịch thì khổng lồ hơi yếu này. Neko về đồ về ok rồi. Kiểu chó gấu mèo không có đồ luôn. Ủa con Anivia của thằng này cho ta chứa đồ à? Ui quả Kama lực nhờ.
ơi, con rồng kia tiếp cận nó đấm đấm kìa. Nó đẹp lắm. Ui. Gặp bóng à? Cookie thằng này đâu ra? Không biết thằng Cookie của thằng kia đâu rồi. Bỏ ra à? Nó lấy con gì ba đấy? Thấy ra ba à? À, 4 tiền à? Vậy nó muốn lấy con gì ta? Tiền thì còn lấy con gì ngon ta? Giờ sao ăn được đấy? Ê, nó không bảo bỏ con ba sao để đổi tiếp lần nữa nhỉ? Cái dạng cũng ngon nhưng mà hơi pha ke không bằng cookie được. Rồi, nước bài đi vào lòng đất rồi. Lúc nãy hắn nhờ cái vòng này mà dồn ra được con cookie 3 đấy. Giờ cookie 3 trở về với lòng đất rồi. Một va đi vào lòng đất luôn. Rồi, Hải thuê nhân viên đúng không? Chắc đi chơi net mẹ gọi về rồi. Thank you.
Cookie ba đợi đi à, hay đổi đi. Hình như thằng kia kêu đợi cho Cookie ba thế chứ. Đợi để đổi được lấy Cookie ba kìa. Cookie ba đợi đợi đi kìa. Ôi, phát này con Sona đồ đẹp kìa. Một găng tay đã tặng nó ra đồ đẹp cho Sona kìa. Đồ đẹp cũng mấy, đồ đẹp đến mấy cũng ta thành mây à. Hai dòng luôn. Nghe chưa? Để xem cái để mời xoài vào xoài o với ta. Để kêu xem hắn vô không? Nay hắn kêu đợi vào hắn vô mà. Cú bên xoài. Vô chưa? Đợi xoài chứ? À xoài vô rồi. Cú bên xoài. Em bảo rồi nè. Đi đâu? Lấy đồ kìa, Ê, nó đi chậm cái gì ta? Hết chữ trời. Một pha ao lay bay quá ấy. Úi trời ơi, pháo thủ lại gọi tên rồi. Gọi tên em trong đêm. Trái tim này xót xa.
ơi cô hãy những năm tháng em đến phai nhòa. Pháo thủ là con 36 hay con bao nhiêu nhỉ? Nếu như có thể xin đừng lạc nhau đâu, vì cuộc đời ngắn lắm, ai biết ngày sau đâu. Có ai sống quá một lần à. Gặp chưa là cút luôn à? Gặp xoài à? Xoài gặp trường thì xoài ơi, giao lưu với trường vài hiệp đi. Anh Thế kêu gì anh Thế? Gặp trường kìa, gặp trường 5 năm chết kìa, giao lưu với trường đi. Không đau đâu. Em đang làm này cũng chả để ý nữa. Sao đây đã đâu? Em đang bán đồ mà, từ từ thôi. Ban đầu mình cứ bán máu thôi. Đạt khu gấp nè. Ui. Trời sao. Toàn rồi, không được chết nào thằng này đâu. Ừ, tên. Thêm một chết thêm. Ui. Rồi, một chết hay rồi. Ui. Sao lại không có xẻng? Mở cửa. Ấy, lấy lộn rồi đây. Sợ ơi. Xí lát rồi chưa? Thế đấy xí lát thế làm đâu sĩ trường ơi. Chơi phe mà
Cái gì đấy, thầy chơi phe mà. Kích A đấy. Em ghép luôn đồ rồi, cứu em, trời ơi, cứu em. Chết tình ngủ à? Hơn em phẳng á, thì chết luôn. Ủa sao hắn vậy? Đang bán máu mà. Ai cứ vậy? À, chuyện gì đó là ai à? Chắc đôi này không thua đâu nhờ. Tính bán máu mà không biết sao em thắng mấy anh tận cửa bố của mày nè. Trời đất ơi, nó đẹp, ta nói nó đẹp thì thôi, chết mấy anh rồi. Tới ạ.
anh mới biến hình đi. Biến hình siêu xảy ra biến hình. Con bị tranh Diana rồi. Diana trời, gần ông nào đấy. Mệt như trời. Không mà tranh Diana là chi vậy? Biến to lên nhẹ nhẹ kia. Ai da. Sơn da. Hello. Dạ anh ạ. Thua hả? Cứ lên một chết ạ. Ô 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 đấy 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 lúc mà hải đấy đâu người ta kìa đấy không không hải ơi thế làm gì ở trên cao không 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 cái đấy là ngoài tính toán thế rồi cái đấy là ngoài tính toán rồi trời ơi. Ông kia lấy hết mấy con em cần luôn rồi. Thì giết thằng nó đi xong rồi lấy lại rồi. Lấy lại xoài. Tấp 1. Tấp 1 à? Tấp 1. Lúc này anh nó lấy ấn hiển long với lại chiến binh mà lấy Diana. Ôi, với lại gặp nó luôn xoài ơi. Vậy nó đánh Diana làm gì ta? Thì em mới là cái đứa cần Diana mà. Tối hà thiệt. Ghét ghê á. Là lại thua nữa à? Chen cũng lấy. Còn gì nữa đâu, nó khóc biết sao. Còn gì nữa đâu mà sầu hơi tiếc. Thôi hết rồi. Arao là ai ta? Cẩm ghê. Bắt con này mình rồi. Anh thấy có lắp đồ lộn con không vậy? Không. Mấy trăm mới sợ. Nó đi ra xoài chặt thằng đau quá đau thằng ơi. Chán nhỉ.
long, thiên long, lôi long, cuồng long, pháp sư. Thằng nào cầm cookie mà dồn không ra cookie ra. Ôi mình sắp cút rồi thế này. Ôi thanh niên này có con rồng 10 này anh em ơi. Ủa alo. Thanh niên này có Sivina rồi nè. Nó level 7. Nè, nó có Sivina nè. Đâu đứa nào có Sivana đâu để em đập nó cho. Nghe dạ. Xoài giang hồ bị xoài. Thì em đồ lông mà miễn sao đứa nào nhiều máu thì em đập thấm thôi. Má xua mình bán gì ra. Tính hết rồi. Ai càng chơi rộng càng lỗ với em vậy đó. Giờ bạn Rai kìa. Rai đến cho ông Lydia đập thôi. Em bỏ Rai vô cho Lydia đập thôi chứ đâu có gì nhiều đâu. Chơi xin cung anh em ơi. Chơi xin cung nha. Trời, cho em xin cái xẻng đi mọi người. Xẻng ngon quá kìa. Xin sổ cũng khó khăn ghê ta. Cái này là gì ta? Mình tăng ken một phèn đấy nhở. Perfect tempo.
bài chỉ cấp sư rồi. Rồi long rồng thần. Dành sẻn nè. Mấy nghe sao thành nhìn tầm kèn này vẫn một thế này. Mình như mình sai đâu ta. Kia. Đồ của tao. À. Tao cút rồi, tao cút rồi. Má về comeback thôi. Để ăn con mồi kìa. Yếu mà thầy không đám Lâm Hà bán đi chứ à? Bán đi làm lại ơi. Thank you.
Em xin một Diana đi mà. Được lắm, counter anh luôn, không nhắm đứa nào nữa, nhắm mình anh thôi. Thương anh đạt nhất luôn. Mấy đứa có ăn mì không anh mua về? Dạ, bọn em mới lên sáng lúc 6 giờ rồi anh. Để em bữa tối rồi dạ. Ăn rồi hả? Ok. Dạ, vâng, em cỡ này. Ủa, alo. Ủa. Spam gì đấy? Mày nó cắp má trên lên đi. Gặp ai ta? Gặp thằng này à? Ui lại Sivner nữa hả? Ủa nhà ai chơi Sivana tay? Ôi, thầy cút rồi, thầy cút rồi. Bốn con cút ra. Ờ, xin cút rồi. Má, ơn mấy con Sivana này quá đi. Ủa, hải đi rồi. Ok. Ôi, lên đồ gì thế này ta? Ui. Hai Sivana đó là. Đàn lôi long à? Ui, lên nãy giờ mới để ý. Xong lên 4 rồi. Hay quá. Úi dồi ôi ba đồ, úi dồi ôi. Rồi. Ờ đó, anh đang chờ em đó. Ui đội hình này thằng nào mạnh này. Ui xoài ơi, xin lỗi. Ủa em gặp ai đây? Em gặp anh xoài ơi. Em gặp anh giữa đông buồn ngàn. Chắc chưa đi đâu. Đi rồi, xin cút rồi. Má con Dina nó qua nó quất cái một con kia Dina 3 sao ạ. Má hay nhái. Hãy
mình xin phép dừng video đấy nha mọi người. Toàn đấy nhở.